Sơ Nhất Tiễn do Huỳnh Hạo Nhiên đóng, sau khi được ưng nhân của mạng đã lập chí lớn lớn lên sẽ trở thành một bộ đầu trừ gian diệt ác. Vào ngày đầu tiên trình diễn, Nhất Tiễn đã phá được đại án. Điều đó đã làm cho đội trưởng là Trình Anh Hùng do Dương Minh đóng ganh tị. Anh Hùng đã phá Nhất Tiễn truy bắt kẻ nghi phạm sát nhân là Doãn Thiên Bang do Mạch Trường Thanh đóng. Việc truy bắt Thiên Bang đã làm cho Tiễn tình cờ gặp được nữ đạo trích Hoan Hỷ do Huỳnh Thúy Như đóng. Hai người như đôi oan gia, nhưng Hoan Hỷ lại nhiều lần cứu Nhất Tiễn. Điều đó đã khiến cho họ trở nên thân thiết. Mặt khác, Hoan Hỷ cùng với các chị em là Hoan Tiếu do Đạt Đồng đóng, Hoan Tịnh do Đương Gia Kỳ đóng và Hoan Điềm do Lương Gia Vịnh đóng, giúp đỡ cho Hoan Thứ do La Lan đóng tìm lại bốn người con thất lạc của bà. Trong vụ án đi tìm Thiên Kim tiểu thư bị bắt cóc là Hồ Điệp do Trần Tự Giao đóng, Nhất Tiễn thường xuyên nằm mơ thấy mình là Lương Sơn Bá, còn Trúc Anh Đài thì anh không nhận ra được là Hồ Điệp hay là Hoan Hỷ. Mối quan hệ tai ba phức tạp giữa Nhất Tiễn, Hoan Hỷ và Hồ Điệp rồi sẽ ra sao? Sau cùng, chuyện tình cảm của Nhất Tiễn có bi thương như Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài hay không?